khoảng gì không thoại. Xin chào. Chào bà Mai đâu ạ? À? Bà Mai có sao, có thai hả? Rồi. Quần áo bằng băng kia để thay để mẹ áo đó. Ngày xưa quần nó chặt lắm bây giờ. Thế là dáng đẹp luôn. Ngày xưa cũng cắt ra này. Bây giờ lỏng cũng phải kiếm. Chấp hành nghiêm chỉnh. Mắn đi. Ngoài kia nói chuyện to quá. Quan điểm này là có sắp xếp chất lượng.
Chính ra con cũng không trang, không trang điểm đâu, không trang điểm còn mộc để mộc còn ngon đâu. Ôi ôi, mỏi chân quá, làm nhà cao quá mới lên được đã thấy mỏi hết chân rồi, mỏi kinh khủng luôn. Mỗi lần lên là như nói nhà này 2 tầng 3 tầng 4 tầng không bằng 1 tầng nhà vườn. Bạn chào anh, chào em, em cảm bà. Đứng cẩn thận. Vỡ được đâu? Vậy quả. Cô dâu phấn khởi, bà ngoại vui mừng. Con xin phép con được trao nhận chỗ đây. Dưới kia chỗ. À, ở về dưới nhà. Bắt đầu rồi tổ chức một lễ thì lúc nào phải làm. Rồi. Thắp hương, hương đã, hương, hương, cầm nén hương, mỗi người nén hương ấy chứ. Mỗi người. Rồi, thế anh ấy lên thắp, cầm nén hương cho. Rồi, cho tập hương lên đây. Vâng. Để rồi, xong, xuống tiếp khách nhá. Coi ra mời nước người chào về đây nhé. Bố lúng qua lúng cuống lên thắp hương bên kia, bố ấy đòi trao nhẫn. Anh đi phải không? 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 Anh
bảo thế nhá, nên là cứ yên tâm đi. Vội vàng muốn đi thế nào, quên hết cái gì này. Ông chú vào rồi à? Vâng, vâng, đang quay đang phỏng vấn ông đi. Ông ấy phấn khởi không? Đâu rồi, lanh quanh cái gì nữa? Nào, luống cuống quá này. Anh em ơi, hộ em nước với. Đây đây, anh có em ơi. Đấy. Có hay là con này tắt. Này quên à? Này quên. Chúng ta thành hình hoàng đi tiếp, hình phạt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các cụ công công bà kính thưa toàn thể cô chú chú bác và hai cháu bên kia toàn thể cô chú hôm nay là ngày đẹp giờ đẹp đã được các cụ công công bà đại diện cho đội nhà trai đã chọn đón hàng về đây làm dâu con nhà ông bà tộc và con tôi được sự ủy nhiệm của ông bà Phương Thanh và một quả tộc phóng viên viết cùng đoàn đại biểu họ nhà gái đưa cháu Hằng về đây để làm dâu con các cụ ông bà trong gia đình của bà một quả tộc nhà trai và là anh em chị em dưới dưới của gia đình. Thì trên đường đi mặc dù là nó không xa không phải tham gia giao thông thì đến đây con đường cũng là đảm bảo đến nơi được an toàn và chúng tôi cũng xin phép được thay mặt họ nhà gái xin giao cháu Hằng về với các cụ ông cô bà để làm thủ tục lễ thành hôn cho cháu tại hôn trường nhà trai và từ giây phút này tôi cũng tuyên bố cháu Hằng chính thức là con dâu các cụ công công bà và cháu Tuấn là cháu rể của lòng tòng dòng họ là chúng tôi và các cháu tuy là lớn và không còn dạng nhưng mà là khôn rồi thế nhưng mà dưới dòng vì gian ấy ở thì vẫn mong các cụ công bà còn nội ngoại tộc của các cụ và các dòng họ thì muốn lắng cho các cháu để các cháu như vậy là nó trưởng thành hơn nữa và để có cái cuộc sống như vậy hạnh phúc lâu dài và để tình chung chúng ta thắm thiết thì tôi mong muốn các cụ công bà dạy bảo và uốn nắn các cháu thêm bởi vì cái điều ăn ý ở cuộc sống cuộc đời thì được học đến già cho nên là cái điều này là cũng mong muốn các cụ công bà là giúp đỡ tạo điều kiện để cái tình thông gia thắm thiết thì hôm nay chúng ta là chung con ngày mai chúng ta lại chung cháu để mãi mãi nó là tình thông gia thắm thiết và thế thôi xin chúc hội hôn được thành công tốt đẹp tôi xin chân thành cảm ơn. Tiếp chiến và một lần nữa tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình của quốc trưởng đoàn học tập nhà gái đưa cháu kính thưa các cụ ông cụ bà kính thưa các ông các bà cô chú chú bác đại diện cho nhà trai bản thân tôi rất phấn cháu là mạnh khỏe phấn đấu vượt qua nhiều cái khó khăn để thành đạt trong công tác và nuôi con tốt và dạy con ngoan vì hai cháu đây chúng ta còn nói một cháu Tuấn thì quân đội lá thép bảo vệ tổ quốc con cháu Hằng là một cô giáo dạy nhiều thế hệ để sau này nối tiếp cho đất nước hiện tại. Cuối cùng xin kính chúc các quý vị đại biểu cô dì chú bác và các bạn thanh niên mạnh khỏe hạnh phúc xin cảm ơn. Từ Tuấn ơi. Các lên xong.
Đi vào kia, kia. Tuấn đợi cô dâu tí, đi nào vội thế. Tuấn ơi. Tôi được, ai cũng được. Rồi sau đây là màn trao nhẫn của chú rể cho cô dâu. Bỏ khẩu trang ra. Là nếu bạn cho dáng lên tính thế đấy thì nó chấp hành nghiêm chỉnh không? Đã vào đây là chấp hành nghiêm chỉnh. Cô dâu chú rể nhìn nhau và tươi cười âu yếm thế nào? Cười lên. Cười lên. Đứng gần vào, hàng đứng gần vào. Sát vào tí. Quay mặt ra ngoài này. Rồi các ông các bà cho chàng vào tay ạ. Rồi bây giờ sau khi trao xong thì Tuấn mới ấy đi mời thuốc mới mời trà. Rồi mời nước các cụ đi nhé. Để xem cô chú rể có vướng mắc thì không. Đây là toàn cái này thì có hôm nay cách đây 3-4 giờ rồi, rót nước cho các ông rồi. Rót một chút cũng được, cái thủ tục rồi rót hết, có hết tất cả mọi người. Hiện nay là cái trưởng ban liên lạc Đông Đình nữa, anh gửi. Hàng năm cứ đến trước Tết lại cũng nhận đồng chí đó. Mỗi gia đình cũng có vài cái này. Còn đi mời mời ngoài này đi. Chính chiếc gửi lên để phát biểu đôi lời. Lòng. Đi mời nước đi tới đây. Đi mời nước đi. Cô rể cứ để nhắc nhở. Hai người đi với nhau vào hàng ơi. Đạo diễn bảo thế rồi mà nó nào không đúng được kịch bản gì cả. Chị Thanh bây giờ đang ở đâu nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xem trên kia bây giờ nào. Ok, bây giờ lên thôi, đúng lịch giờ thôi. Này làm mệt này tí chả uống được rượu đâu. Uống khỏe ra. Phải lông dọn hết pin này. Mày nó khỏe mà.